Mọi người ơi, hôm nay mình sẽ làm một cái video để cho mọi người xem là cái đồ hôm trước mà mình đi mua đồ của mua ở IKEA ấy. Hôm trước mình đi IKEA thì mình mua một số đồ. Cái này để nó không? Mấy cái đồ dùng ở trong nhà bếp ấy. Thế xin nói sao? Mấy cái hộp này, mấy cái lọ này để đựng mấy cái đồ ăn ấy. Hai cái lọ này nữa đây. Hai cái lọ này là cái lọ nhỏ đây. Cái này là hai cái nến thơm. Con muốn hai cái của con, còn đâu cho La La với mèo á. Thế con chẳng may là nhầm của con. Thế thì con phải chọn cái màu nào đi. Còn đây là cái gì nè, đây là của ai nhỉ? Chi là em thích cái ga màu này. Cái này là cái rổ này mình xem ở trên YouTube, mình hay thấy người ta để một cái cây ấy. Hôm tới sẽ mua một cái cây về để cho vào đây. Đây con dê ra cho mẹ. Hôm tới sẽ mua một cái cây về để cho vào đây ấy, để ở trong nhà ấy. Mấy cái này là để mà giống như accoucheé là đính vào tường để treo mấy cái đồ ấy. Cái này là làm bếp này, để làm mấy cái bánh này, khuôn bánh ấy. Đây là cái rổ. Tại vì nhà mình hay dùng rổ nhựa ấy, mà hay luộc bún với luộc bánh phở ấy, mà đổ cái rổ nhựa ấy, cái rổ nhựa nó nhanh bị hỏng ấy, nó bị, tại vì nước nóng ấy nó hay bị hỏng mất cái, nó vấy mất cái rổ nhựa ấy. Đồ ấy. Mọi người, cái này đẹp không này? Cái này là để tưới cây. Tưới cây lên phải mua thêm cái cây nữa đây. Đây là mình mua cái cây mới cả. Đây chờ mẹ để cho mẹ mua cái cây với cả cái hũ để được luôn cái cây ở đây này. Cây này không hiểu nó tên là cái gì. Cây này để thấy đẹp quá nên là mình mua luôn, mà ở IKEA người ta bán luôn cái cây nữa. Đây mấy cái đồ này. À, cái cây này của Chi nữa, Chi mua ba cái cây này. Cây này cây sơn rồng ấy. Con tháo được rồi đấy, con thích thì con tháo, con để đâu con để. Cái này là mấy cái đồ bào ở trong nhà bếp, đồ bếp. Đây này này. Để mấy cái nắp của cái nồi ấy. Hai cái khay này cho hai đứa này, nó ăn sáng mỗi đứa còn một cái. Con mở ra đi. Này là cái đồ để này để mà giống như là mấy cái đồ ăn mà mở ra ấy thì đậy lại để cho nó kín, nó không bị hở ấy. Chi nữa này, muốn mua cái đồ để tưới cây nữa này, tưới mấy cái cây nhỏ trong nhà ấy. Mình mua cái này nữa để tưới mấy cái cây nữa. Cái này để mà đựng mấy cái đồ đặt vặt trong bếp này. Mình cả hai cái này nữa này. Hai cái rổ này nữa, một cái rổ màu xanh, một cái rổ màu trắng này, để đổ đồ linh tinh này.
Cái này để đồ hấp. Cái này hấp đồ cho vào trong cái nồi để hấp đồ ấy. Mọi người ơi, mình mua cả cái này nữa này, để ở trong cái tủ bếp. Tại vì cái xưa cái tủ bếp của mình nó là cái bằng nhựa ấy, mà lâu cũ quá rồi ấy, mình muốn mua cái khác mình thay vào. Mà cuối cùng mua cái này nó lại không vừa mọi người ạ. 50-52 lại không vừa, phải mua cái 50-50 ấy, cho nên là phải cất đi để tuần tới có lúc nào mà có thời gian thì mang đi để đổi lại cái khác. Rồi mọi người ơi, mình mua cả cái này rác hả, đặt như này lên này để đựng rác. Mình mua 3 hộp này để mở ra như này đựng rác ấy. Mình cái này ấy để mà giống như kiểu thiê rác, là giống như mình cho một cái hộp là đồ nhựa này, một cái hộp là cạc tông này, với cả một cái hộp là đựng các cái metan là bằng sắt hoặc là mấy cái chai bằng thủy tinh ấy. Nó chia ra để mỗi lần đi vứt rác mình không phải soạn lại, mình cứ bê luôn cả cái này đi, mình vứt luôn là ở trong này nó không cần phải lựa rác lại một lần nữa ấy. Để nó sẽ được như này. Hả? Không, 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 ec vào đâu. Ừ, cái chỗ này để ec được rồi, không cần phải ec đâu. Mà ec nó không xóa được đi, không cần đâu, để đấy để mẹ. Ec mà nó bẩn hết rồi ra, nó... Không, 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 không. No, 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 ba bước rồi. Không cần ghi đâu con, nó ghi vào nó bẩn. Không, không cần ghi vậy. Mình đã tìm được một cái chỗ để phía ngay cạnh cái tủ lạnh có một cái góc này để vào trong này cho nó kín đấy, như cái bếp như này. Ở đây thì có cái tủ lạnh thì nó che luôn mấy cái chỗ này, cái góc phải đi ấy. Chắc là hôm tới phải tháo cái này ra, tháo bỏ cái hút mấy cái bụi này đi chỗ khác để cho cái này vào góc này cho nó gọn đấy. Mọi người, mọi người biết món này món gì không? Mì tôm. Đây là nồi nước. Hôm nay lười miếng. Cái gì? Cái gì? còn đứa nó không thích ăn mì tôm mà nghe. Cái này là không thích ăn mì tôm này. Nhà mình ba người đều thích ăn mì tôm, có mỗi một đứa nó không thích ăn mì tôm. Mì tôm ngon hả con? Sao không thích ăn mì tôm? Đẹp bà. Mì tôm. Có những ngày mệt lười, hôm nay là ngày thứ 7 mọi người ạ, làm việc từ sáng giờ. Tối mệt cháu muốn làm đồ ăn nữa. Nên là hôm nay cả nhà ăn mì tôm. Thích ăn mì cho nên là phải chia đều. Không tí nữa không á, ai ăn bát nào đó là tranh nhau nhìn bát nhiều hơn, bát ít hơn là tranh nhau đấy. Đúng không? Rồi con. Chắc thích ăn cay à con? Broccoli. Broccoli là cái rau gì? Ai chả biết broccoli. Tên tiếng Việt của nó là gì? Rau đậu xanh.
tóc xanh gì vậy? Tóc xanh. Rau tóc xanh. Rau tóc xanh. Bây giờ cho giá. Việt Nam có đâu. Có, Việt Nam đầy. Ô, anh chưa bao giờ anh ăn được kêu. Việt Nam đầy rau này. Rau này là tự nhiên quên không nhớ tên mọi người ạ. Sợ thật là nhiều khi á, có những cái kiểu giống như kiểu cái từ nó lâu là không dùng. Rau đầu đen. Đầy đầu đen cái gì? Cheveux noir. Đầy đâu? Cheveux vert. Nên lo buồn cười. Cho thêm giá nó lại mất. Đây là xôi cái là xong. Đây là manger. Đấy. Papa, le pire c'est que une fois. Bánh mì này. Papa, nhiều không tưởng á. Cái bánh này nó to hơn này chứ bánh này của anh nhiều rau này. Papa. Allez, bon appétit là. Chị con ăn có ở dưới có thịt với cả có xúc xích với cả có gì? Con ăn hết xúc xích rồi con vẫn chưa ăn gì kìa. Con ăn làm vãi đầy ra kìa. Cái gì cả? Mèo đang ngồi chờ. Mèo với chó đâu rồi? Hai đứa đang chờ để ăn. Mọi người, nó có đồ ăn của nó ở đây mà không đứa nào chịu ăn. Chỉ có chờ mọi người ăn để ăn cái đồ ăn của mình ấy. Bánh mì. Bánh kem. Nhiều đồ quá chết rồi. Wow, ngay vừa qua để làm sao? Để học hành, để đọc cái. Nhiều quá. Ui, 1 gói, 2 gói. 3 người 4 gói. Ra mì không nhiều đâu nhưng mà tại vì rau với kia xúc xích với cả giò nữa mình cho xúc xích mỗi người 2 cây xúc xích với cả mấy giò lụa thế là nhiều quá con thích lên mà quay camera con nói gì con bảo con chào mọi người con chào mọi người con bảo hôm nay con ăn gì nhỉ. Hôm nay con ăn gì? Cười không biết nói gì à? Con ăn mì với cả xúc xích. Con ăn mì với xúc xích. Ừ, đúng rồi. Thì cái đó con cắt xúc xích ở cái răng trước cửa đúng không? Khóc kê bằng xúc xích bằng cái răng ở đầu kia đúng không? Con thử ra nhe răng ra cho mọi người xem con có khóc kê được không? Con ăn bằng cái xúc xích bằng cái răng trước cửa đúng không? Bông kìa. Người chi với cả bạn ấy sẽ hát bài cho mọi người nghe. Ô lê lê, ô đi ba ma ca si. Ô lê lê, ô đi ba ma ca si. Luka luka, mo ca na ye. Mo ca na ye, mo Bangera aya, bangera ano eyo eyo, bangera aya, bangera opa, bangera aya ya oyakara ano ansa ni? Ani bangera aya oya. Bangela aya ya o ya ka a o ya o con ki cha la o ya o ya. Bạn nó làm gì ạ? Đấy. Xong chưa? Hết chưa? Thôi à. Anh đi làm sao mà nó thì con hát hết quá. Đấy nhá. Rồi chị hát là bài gì nhỉ? Này sapele chứ ạ. Bài đấy là con học ở đâu ấy? Của ai? Của con á. Ở
Ở trường á? No, cô Khan. Cô Khan ở đâu? Đàn music. À, đàn music. Cô Khan. À. Pas la music, ni le piano, là cô Khan. Ừ. Là cô Khan. Hát đi thế nào? À, bài đấy là hát ở chỗ mà tập nhạc, đúng không? Moi, je sais faire juste les gestes. Mais c'est pas la musique, c'est ni la musique, ni le piano. Moi, je sais faire les gestes, c'est... Con hát đi thế nào? Bài đấy là như nào? Au conservatoire. Au conservatoire, gì? Oui. Hát đi thế nào? Attends, attends. Con nhớ không? Oui, mais attends. Attends. Attends, je vais faire un truc. Assieds-toi, tu vas tomber. Bài đấy tên là gì? Em không biết tên á? Bài đấy bài gì? Bài đấy là bài gì? L'orchestre. Đấy là người đấy là hát ở trường à? Hát ở cô Gan à? Đấy. Hát ở đây để cuối năm để hát ở trên conservatoire. Vậy. Thì phải đi vô đâu có đồ đâu. Thì cái nhà đó phải đi chứ. Chắc cuối năm mới là